À, Lan Dương Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên sáng ngày 20 tháng 7 và cho em xin gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các cô chú, anh chị, các bạn đang xem video có một ngày mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và tràn ngập niềm vui ạ. À, em là Thảo, em chuyên cung cấp các loại lan rừng ở trên Cao Bằng ạ. Với số điện thoại của em, cả nhà mua hàng vui lòng nhắn tin là 0965 495 087 ạ. À, cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp, tuy nhiên rằng là bên em có nhiều cuộc gọi nên là hay bị chèn ấy, thì là bên em sẽ không kiểm soát được hết. Thì cô chú anh chị đặt hàng thì cứ nhắn tin cho em nhé. Đây ạ, đây chính là giáng hương đuôi cáo của gia đình em này. Giáng hương đuôi cáo gia đình em bán là 200.000 một cân, hàng đẹp này. Hàng đẹp nhé, thì sẽ có loại là từ 7 cho đến 9 cây trên một cân này. Và có loại hàng nhỡ là từ trên 10 cây nhé cả nhà nhé. Và tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà, đây là những cái bó của giáng hương tam bảo sắc ạ. Giáng hương tam bảo sắc hàng lá xếp rất là xinh này. Đó thì nhà em bán một bó như này là 200.000 ạ. Một bó như này là 200.000 nhá cả nhà, còn nhìn thấy này. Một bó như này là một nửa cân này. Đó sẽ rơi vào khoảng từ những nếu mà những cái cây vừa vừa ấy thì nó rơi vào khoảng từ 5 cho đến 6 ngọn. Thì ra sẽ được một giò. Còn nếu mà những cái ngọn to hơn thì nó chỉ được tầm 4 ngọn thôi. 3-4 ngọn thôi thì sẽ được 1 cân này. Đó là tam bảo sắc xếp rất là xinh đấy ạ. Đó. Nhưng em bán theo bò nhá. 200.000 một bò này. Và tiếp theo đây chính là kiều mỡ gà đấy ạ. Kiều mỡ gà thì nhà em còn có một bó duy nhất thôi. À, có một cô chú anh chị đã đặt rồi và em còn một bó duy nhất thôi ạ. À, kiều mỡ gà này một bó như này là tương đương với 1 cân này. Đó. Nhà em bán là 300.000 một cân kiều mỡ gà nhá. Tiếp theo đây chính là đùi gà tròn của gia đình em đấy ạ. Đùi gà tròn em bán với giá là 250.000 một cân đùi gà tròn rất là xinh đấy ạ. À, cô chú anh chị khi mà chơi cái loại đùi gà tròn này thì khi mà chúng ta ghép, bất kể chúng ta ghép hoặc là chúng ta trồng vào chậu thì đều rất là xinh này. Đó. Và ở trên này đây ạ, nhà em có khoảng tầm 6 cân ý ngọc đấy ạ. Ý ngọc người ta ví giống cái loài hoa của nó giống như là những cái nàng công chúa ngọc ngà, tinh khiết và một cái vẻ đẹp của nó rất là thuần khiết luôn ạ, rất là xinh luôn. Nhà em bán ý ngọc là 250 một cân ạ. Và đây ạ, em giới thiệu đến cả nhà đây chính là hoàng lạp ạ. Một cái loài hoa rất là xinh, màu vàng và nó có cái thân cực giống với cái hoa sơn, thân sơn thủy tiên đúng không ạ? Nhà em bán hoàng lạp là 150.000 một cân thôi ạ. Cô chú anh chị nào mua 2 cân em bán 140.000 này, mua 3 cân em bán 130.000 và mua 4 cân em bán, mua 5 cân em bán 120.000 nhé. Tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà đây này, đây chính là môi tua ạ. Người ta cái lô hoa của nó giống y hệt loài tên, cái tên của nó luôn ạ. Cái môi của nó cứ tua tua ra này. Và rất là giống với cái màu móng tay của em đúng không ạ? Đây. Nhà em bán môi tua là 200.000 một cân ạ. Và tiếp theo một cái loài hoa màu vàng nữa là kim điệp xuân ạ. Do gia đình em đang đóng hàng nên là nó lại hơi lộn xộn một chút. Nó không được ngay ngắn này. Đó, nhà em kim điệp xuân nhà em bán 200.000 một cân này. Cũng là một cái loài hoa có màu vàng. Đó, những cái loài hoa màu vàng thì cái Việt Nam mình là một cái quốc gia cực ưa chuộng màu vàng đúng không ạ? Màu vàng tượng trưng cho sự bình an, cho sự thịnh vượng, cho sự sum vầy. Nên là cô chú anh chị có thể nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta Tết ấy, chúng ta rất là thích mặc áo dài màu vàng đúng không ạ? Màu vàng hoặc là màu đỏ này. Đây ạ, tiếp theo một cái loài hoa đó chính là địa lan hồng hoàng. Hoa của nó là màu đỏ đỏ ạ. Thì cả nhà cũng biết rằng là cái địa lan hồng hoàng này khi mà chúng ta trồng và nó ra hoa thì nó vừa mới ra hoa xong đấy ạ, thì nó sẽ tê ra và nó sẽ mọc lên những cái thân tơ mới và nó sẽ nở hoa, thì nó sẽ nở từng chùm rũ xuống, nó sẽ rất là xinh luôn ạ. Một chậu rũ xuống rất là xinh. Nhà em bán là 200.000 một cân này. Đây là hoàng thảo kiều vàng đấy ạ. Kiều vàng gia đình em bán với giá là 200.000 một cân đấy ạ. Và tiếp theo đây là hạc vị bắc ạ. Em cũng nói luôn về cái dòng này này.
cả nhà có thể nhìn thấy này, riêng bản thân là khi mà dân người ta khai thác về, người ta có thể làm một vài lá nó bị dập trong quá trình mình khai thác và vận chuyển này. Và khi mà về đến nhà em mà em gửi đi, em đóng hàng em gửi đi cho cả nhà thì nó rất là dễ bị ủng, tại vì là cái thân của nó, cái lá của nó rất là nhiều nước và rất là mềm nên là nó rất là dễ bị ủng. Và khi một lá bị ủng thì nó sẽ lan ra, nên là chúng em đóng hàng thì chúng em luôn luôn là sẽ đóng hàng rất là cẩn thận cho khách hàng. Tuy nhiên rằng là cái thời tiết nó không ủng hộ được không ạ, nó nóng nên là nó dẫn đến là bị ủng. Thì khi mà cô chú anh chị nhận được hàng thì hãy rũ qua nước sạch ạ, ta chúng ta treo lên và chúng ta dùng nước chúng ta xịt vào và chúng ta lại ngâm nước vôi trong khoảng 30 phút, hoặc là cái thuốc kích rễ cả nhà hay dùng ấy thì là khoảng 1 tiếng, hoặc là ngâm nước vôi trong 30 phút thì chúng ta vớt ra ráo, chúng ta ghép bình thường ạ. Và bởi vì là cái này nó đang thắt ngọn ạ, cả nhà có thể nhìn thấy này, đó, nó đang thắt ngọn đúng không ạ? Nhà em bán là 300.000 một cân. Đây là khi mà cô chú anh chị nhận hàng thì vui lòng lưu ý ạ. Tiếp theo em xin giới thiệu đến cả nhà, đây là những cái giò long tu của gia đình em đấy ạ. Đó, em lấy xuống đây để làm mẫu và em gửi cho cả nhà xem. Những cái giò long tu này thì cả nhà có thể nhìn thấy này, hàng rất là đẹp đấy ạ. Đó, long tu gia đình em bán là 250 cho đến 350 một giò này. Ngoài ra thì em còn có những cái giò hoàng lạp, những giò hoàng lạp này, những giò vảy rồng đấy ạ. Ví dụ như là cái giò vảy rồng đây em đang treo đấy ạ, nó rất là dài đấy ạ, này, nó rất là dài, dài khoảng tầm 80 đấy ạ. Tuy nhiên là cái gỗ của nó hơi nặng thì nhà em bán là 700.000 một cái giò như thế này. Và còn có rất nhiều giò khác nữa, giá dao động từ 550 trở lên. Tiếp theo đây là em giới thiệu đến cả nhà cái giò Vanda đấy ạ. Cái giò Vanda này em bán là 650 này. Đó, còn có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn này. Đó, cái giò Vanda đấy ạ, cong như con rắn luôn đấy ạ. Đó, rất đẹp luôn, nhà em bán cái giò này. Đấy, cả nhà nhìn thấy này. Em bán giò này là 650 đấy ạ. Vanda là xếp rất xinh đấy ạ. Nguyên bản nhá, cả nhà chỉ cần mua về chúng mọi người treo lên là được ạ. Cô chú anh chị nào mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện cho em theo số điện thoại là 0965 495087 ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.